thứ 42 của Tài Duy. Nhóm đi có cái kế hoạch tổ chức sinh nhật cho thầy như sau. Thứ nhất thì sau khi thảo luận thì với mục đích là nhóm mình thích tổ chức một cái buổi tiệc sinh nhật ấm cúng gồm những thành viên là tất cả các bạn thuộc nhóm đi và một số người bạn thân thiết của thầy Duy, trung bình là khoảng 7 người. Và trong đó thì không thể vắng mặt được là thầy Duy và cô và cùng với em Bambi của nhà mình. Đây là số lượng người sẽ là khoảng 20 người. Địa điểm tổ chức thì mình thích một cái không gian đó khá là thoáng mát, sang trọng và thoải mái, cho nên là nhóm mình sẽ lựa chọn cho một cái khu vực ở quận 9. Thời gian tổ chức thì dự kiến là sẽ đón khách vào lúc 18:30 ngày 10 tháng 4 năm 2018 và sẽ khai tiệc vào lúc 10:19. Và menu món ăn thì nhóm mình cũng thống nhất là chọn cái menu là gồm 6 món. Món tứ quý hai vị, bò tươi hấp cao mực, là bò tươi, nhóm xiên là xi mài, lẩu củ sắc hải sản và đặc biệt là trái cây bốn mùa. Thì để tổ chức cho cái kế hoạch sinh nhật này thì nhóm mình á lên chương trình tổ chức như sau. Nhóm mình dự trù kinh phí tổ chức là combo sẽ là combo ăn uống cho khoảng là 500.000 trên một người, cho 20 người thì khoảng 10 triệu. Các chi phí khác bao gồm chi phí chuẩn bị sân khấu, quà bánh, âm thanh ánh sáng thì khoảng tầm 4 triệu. Mình sẽ dự phòng chi phí phát sinh là khoảng 1 triệu đồng, tổng cộng là 15 triệu. Thành phần tổ chức của nhóm mình là gồm 10 bạn của nhóm đi, thì mỗi bạn sẽ trung bình đóng góp là khoảng 1 triệu rưỡi. Trong chương trình sinh nhật của thầy thì MC tổ chức sẽ là người sẽ là mình sẽ là còn về trưởng ban tổ chức sẽ là anh Phúc, là người sẽ chịu trách nhiệm là mời khách, mời thầy Duy và khách của thầy Duy, cũng như là thông báo thông tin để cho tất cả các thành viên khác đến tham dự. Thì vào lúc 18:30 thì anh Hoàng và chị Phượng sẽ chịu trách nhiệm về công tác là tiếp tân đón khách. Đặc biệt cho buổi tiệc thì sẽ anh Trúc sẽ chịu trách nhiệm. Và xin hết, đây là cái kế hoạch của nhóm đi của rồi, ok. Mời các bạn có đi rất là nhiều. Ok. Rồi bây giờ nhóm nào xuống cho bao tiếp. Chức sinh nhật của thầy Duy thì cũng rất tình cờ là đợt sinh nhật thầy Duy này lại kỷ niệm 15 thành lập của Vi Truyền Hình. Mình có nhân dịp tổ chức kỷ niệm sinh các bạn thấy ngại được khác không? Nhân dịp muốn được kỷ niệm sinh nhật thầy thì mình cũng muốn kết nối những các bạn đi đã học từ khóa B1 đến khóa B133 bây giờ. Để kết nối hết tất cả mọi người rất khó. Đấy, thì trong kế hoạch của bên mình thì dự kiến bên mình thì khoảng khách mời khoảng 300 người. Trong đó có rất nhiều anh chị đã thành công và những bạn trẻ đã thành công, đã có công ty cả một vài chục tỷ. Các bạn đấy cũng sẽ có mặt ở trong cái của cả bữa sinh nhật này. Đó là một cơ hội rất tốt để mọi người chúng ta có thể giao lưu, gặp gỡ và có thể gặp những người có kinh nghiệm như vậy. Thì không? Chào chào tất cả.
tổ chức sinh nhật của thầy. Thằng A, nhưng trước còn đi nó là tập trung về kinh tế. Còn A nó tập trung về tình người. Cho A này có thể được đó đi. Như các bạn đã thấy ở trên này của mình thì có các cái bước chính như sau, đó về kinh phí, địa điểm, khách mời, về thực đơn, trang trí và cái chương trình tổ chức. Thì đầu tiên kinh phí thì dự trù kinh tế phí của mình là 130 triệu, trong đó có 10 triệu là 10 triệu là địa điểm đặt tiền của mình. Thì mình sẽ chọn nhà hàng ẩm thực Vườn Thảo Điền ở địa chỉ phòng 38 Quốc Hưng, Thảo Điền, quận 2. Thì với cái không gian rất rộng rãi, có thể chứa được khoảng 50 bạn đều được thoải mái, nên mình sẵn sàng mình đặt được địa điểm ở đó. Thì mình dự kiến sẽ đặt 30 bàn. Số lượng khách mời là tầm khoảng 300 người, trong đó có gia đình của thầy, bạn bè, đối tác, và quan trọng nhất đó chính là những học viên Michelin. Chia nhiệm vụ của từng người, như về địa điểm sẽ do chị Phương sẽ phụ trách. Các bạn có thể cho chị Phương một tràng pháo tay. Chị Phương sẽ phụ trách đặt địa điểm. Khách mời thì bạn Thi và bạn Dương, bạn Đông, ba bạn. Thì trong đó là bọn mình sẽ phân phối khách mời, thì mình ngoài thiệp và mình sẽ gọi điện. Đó chính là hai kênh chính của mình, sẽ gọi điện liên hệ. Thì trong đó có danh sách của bên trên nên thì có sự kết hợp của bọn em Á nữa, thì sẽ kết hợp với bên mình để mình sẽ có danh sách của các bạn. Mình sẽ liên hệ và mời các bạn, lúc các bạn nào có thời gian thì sẽ đến đó. Các học viên và về trong quá trình trang trí thì trong cái chi phí trang trí mình dự trù khoảng tầm trong 5 triệu, trong đó thì có về chi phí bánh, hoa tươi, các cái chi phí mình bổ sung thêm thì khoảng 5 triệu chi phí về trang trí. Thì thực đơn của bên mình thì gồm thực đơn ăn thì mình ăn mặn thì tầm món khai vị thì tổng có 5 món tất cả. Món khai vị, món bò, rau tiêu, món cá bóng, mú hấp, món lẩu gà tiềm, món hạt sen và nho Mỹ, món tráng miệng. Trong đó thì các lũ uống các bạn có thể là uống tham gia, trong đó có thể là đó chính là bia Heineken. Thì đó là những cái mục chính. Thì cái chương trình của mình tổ chức diễn ra là khoảng vào 18 giờ ngày 20 tháng 11 là đúng ngày sinh nhật thầy. Đấy, 20 tháng 11. Thì có cái chương trình cụ thể thì hiện tại của mình đã có cái trang web, thì các bạn có tập trung vào trang beginning.org, các bạn có thể là cập nhật thông tin và có đăng ký vào để tham gia vào bữa tiệc của thầy. Và đặc biệt là trong này thì chúng ta đây là học viên đi đều là mình đều có sự đóng góp để làm sao có sự giao lưu hỗ trợ học. Thì mỗi bạn học viên thì nếu mà tham dự đăng ký thì mỗi bạn là 500.000. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn sẽ thích đi theo plan của nhóm ai, hai hay plan của nhóm đi? Bạn chấp nhận đi plan của nhóm ai? Rồi, ok, stop, nhóm em một, các bạn bắt đầu. Dạ.
được biết là ngày sinh nhật của thầy Duy là ngày 10 tháng 4. Và rất là hân hạnh là thầy cho biết cái ngày đó và tụi tôi tổ chức cái sinh nhật. Vì là cái sinh nhật này mình biết một cách rất là đột xuất và mình mới biết đây thôi. Cho nên dự kiến cái số lượng khách của mình chỉ có 40 người thôi. Tức là trong lớp của chúng mình trừ ra tất cả các bạn có thể đi được và không có thể đi được và không thể đi được, thì cái số khách đi được tụi mình dự kiến là khoảng 40 người. Rồi cái thiệp á, thì mình sẽ thứ nhất là mình có cái khâu chuẩn bị. Cái khâu chuẩn bị của mình, địa điểm sẽ là nhà, tụi mình sẽ chọn nhà hàng Hoàng Yến. Nhà hàng này ở số 3 đường Ngô Đức Kế, quận 1. Rồi số lượng thiệp tụi mình dự kiến in là 40 cái. Giá tiền mỗi thiệp là 10.000 một cái. Và tụi mình sẽ in cái thiệp này ở số 289 đường Lý Thái Tổ, quận 10. Tiệc này của mình thì tụi mình dự kiến chi phí khoảng chừng 7 triệu một bàn.
40 khách là 4 bàn và cái bàn của tụi mình nữa là 5 bàn. Là tổng số tiền tiệc sẽ là 30 triệu, tiền thiệp sẽ là 400 ngàn, tiền đưa đón thầy đi thầy về nữa là 400 ngàn. Tổng cộng dự kiến là 35 triệu 300 ngàn. Khách mời này là các bạn phải
chào khách, rồi các bạn tặng quà với khách, hoặc là trong quá trình mình tổ chức á, các bạn đi tới luôn hỏi thăm khách mời. Cái đó là tụi em sẽ chia ba bạn. Còn mỗi cái phòng này do nhóm em chỉ có 7 người thôi, nên là mỗi một phòng này một người. Còn một người leader là sẽ quản lý tất cả và mình xử lý những cái trường hợp mà trong cái buổi tiệc nó phát sinh ra, thì người leader này sẽ là người chịu trách nhiệm chính thức. Thì em xin hết cái buổi tiệc ạ.